Ăn cây bắp nha mọi người ơi. Món này là rất ngon. Món này của Việt hay của gì nha? Vista gọi là cái này là ớt. Chấm miếng thành bữa nay nhà mình ăn cây bắp nhà làm nha mọi người. Ngoài cũng có bán nữa, bán bò với bán cù. Rồi, trước tiên mình cho một cái bánh lên. Bánh này là loại bánh mè hạt chia nha. Đây có gì? Bánh mè hạt chia. Xong mình cho ớt lên. Xong rồi giờ mình cho một tí xíu salad lên. Sẽ làm một cái cuốn đặc biệt nha. Để bình lưng lá cho anh chồng. Xong lấy muỗng lấy cái chia chấm. Xong mình bỏ cho một miếng củ hành cà hành tây nha mọi người. Xong cho thêm 2 lát cà chua. Chua xong rồi, món này là không thể thiếu gì đúng không? Thịt gà đây, trang cho mọi người. Đây thịt gà nha mọi người. Thịt gà xào đây. Đem đi cuộn lại nha. Muốn cho nó không đổ mình phải để lên như này. Để cái đôi đũa này cuộn. Để đôi đũa vô cuộn cho nó chắc. Xong mình rút ra đũa ra là thế là được một cuộn. Rút phía dưới là xong rồi. Này mình có nước sốt này, nước sốt mình bỏ mayonnaise rồi tương ớt, tương cà đủ thứ trên. Giờ mình quậy nha mọi người. Quậy cho nó đều, cho cái màu nó đẹp lên. Xong rồi để ăn thôi, ăn cây bắp thôi. Thử miếng coi. Ngon quá. Chảy nước miếng. Mời cả nhà cùng ăn. Đó, giờ mình chấm nha cây bắp cho nhìn nè. Để thịt gà cái nó rớt. Đó, đã ăn. Ngon quá. Nó kẹt là nó ngon quá. Một cuốn cây bắp siêu to khổng lồ. Mời quý vị ăn nha. Chấm sốt nè. Xong cạp nè. Ngon quá. Cây bắp thường người ta làm cũng có cái người ta làm gì. Nhưng mà ở nhà mình tự cuốn. Nó làm tròn giống như cuốn gỏi cuốn nha. Giờ này cả nhà ăn tối gì chưa? Mời cả nhà ăn cái bắp cùng. Hấp dẫn. Quá sốt dùng nhiều thì nhiều nè. Sau đó mình ăn. Ngon lắm. Đây là tự mình làm luôn. Nhưng đó là ngon. Nhà thịt gà mình cũng xào luôn. Ngon lắm.
ta đỡ. Nó có mè hạt chia á. Miếng đó là ngon. Có các miếng ớt. Tiếp miếng ớt thì ăn cảm đã. Rất là tuyệt vời. Hồi lúc mình đi qua bên bên châu Âu đó, dán này nè rất là ngon. Ở ngoài quán người ta bán một cái bự thì bá lửa rất là lớn. Một cái đó, tính ra ở châu Âu là hai người ăn mới hết, cho một mình ăn thôi. Còn nhà mình làm cuốn nhỏ nhỏ, những người cuốn gửi cuốn ăn rất là ngon. Mà cũng rất là dễ làm nữa mọi người. Cà thịt gà không? Ngon lắm. Mình nãy cuốn không sợ nên lắm. Muốn bị bung ra. Gà cả ngày hay tối gì chưa? Quá đã, ngon lắm. Cũng có gì,